Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay nha. Lấy tôm và thịt em đang rã đông, thì em sẽ làm thịt ba rọi ram mặn gì con. Ok, bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo dõi video nha. Rồi bây giờ cái phần cá này em ướp muối nha các bạn, một muỗng muối. Đó. Cá không ăn muối cá ưng, con cãi cha mẹ chấm đường con hư. Ok, bỏ vô. Rồi phần này thì mình lóc lại đi ha, lát xê lại đi, ngày mai bắt đầu chiên. Mời em sẽ ăn cá món này. Bây giờ ngày hôm nay mình sẽ nấu là canh canh cải thảo với tôm nha các bạn ha. Đó, mình nấu với một ít tôm và cái đây là hành tây các bạn. Nhà mình hết hành tím với hết tỏi rồi, chưa có đi chợ mua được. Mình sẽ sử dụng hành tây ha. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cái này trước nha các bạn. Mình kho theo kiểu người miền Tây á, ướp cái này trước ha. Ít chút màu ha. Một muỗng hạt nêm ha. Nửa muỗng bột ngọt. Hai muỗng đường. Nửa muỗng muối. Nửa muỗng cà phê tiêu sọ. Với một ít hành cho nó thơm nha. Rồi. Mình sử dụng 4 muỗng nước mắm nha các bạn. Nước mắm này nước mắm để dành kho đó. Mình sử dụng nước mắm mực. Rồi, bây giờ mình ướp cái này khoảng 15 phút rồi mình bắt lên bếp và mình tao cho nó săn lại và bắt đầu mình đổ nước vào nha các bạn. Bây giờ bắt lên bếp tao cho nó săn lại, cho nó thấm hết cái gia vị vô. Sau khi nó săn hết cái gia vị nó vô cái phần thịt đó các bạn, mình sẽ đổ chút xíu nước vô, xếp xếp thôi, đừng đổ nhiều quá, xếp xếp thôi. Đó, xếp xếp vậy thôi. Sau khi mình vô bếp mình nấu xong rồi, mệt rã rời hết các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cơm cho ngày mai đi học ha các bạn ha. Mình sẽ dỡ cơm và đồ ăn đem ăn theo ha các bạn. Rồi mời tất cả mọi người cùng dỡ cơm với mình nha. Đây, cơm mình mới nấu nóng hổi này. Này mình nấu sẵn để ở nhà cho hai cho con ăn. Mình mang theo một ít. Đó. Một chén thôi. Đây là phần canh hồi nãy mình nấu rồi các bạn. Dỡ theo chút xíu ăn cho nó đỡ tốn tiền các bạn biết không, mà nó ngon nữa. Còn đi tại mấy chỗ đó họ bán toàn là đồ ăn nhanh không à, bánh mì, hamburger, xúc xích được không à, nó mới ngon. Sẵn nấu gì nè ở nhà cho chồng con ăn rồi nhiều có đủ chất dinh dưỡng nữa đó. Ok, xong một cái thố canh nè. Các bạn, bây giờ phần kho đó, cái này mình đậy như vậy nè, để cho nó nguội á mọi người. Mà mình tránh dán nữa, nè các bạn thấy không?
Để mình zoom gần gần cho mọi người xem cái nồi thịt kho nha. Đó, bạn thấy nồi thịt kho hấp dẫn chưa? Giờ mình sẽ múc một miếng cho vô cái thố này. Trong cái thố này mình để cái chén vô nè các bạn. Đó, mình để cái chén ngay góc này. Đó. Bạn thấy không? Múc miếng tôm. Nè mọi người, thấy không? Em kho như vậy đó, các bạn thấy nó sắc không? Nó sắc kẹo lên luôn mọi người. Đó. Rồi bỏ cái muỗng vô đây luôn. Ok, đây đây. Xong. Đây là khẩu phần ăn của mình đây các bạn. Một chén cơm, một miếng thịt kho, một miếng canh và vài trái cà mình mang theo. Ok. Xong rồi, bữa nay là nguyên một ngày là đi học về và nấu ăn là rất là mệt các bạn. Tay cũng dữ hết trơn rồi. Lưng thì nó ê ẩm hết rồi, rất là mệt luôn. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây và vô tắm rửa xong rồi kêu bằng gì? Vô tắm rửa nghỉ ngơi chút xíu. Lên YouTube tương tác với tất cả mọi người chút xíu. Xong rồi em sẽ chợp mắt và ngủ. Sáng mai bắt đầu một ngày đi học tiếp. Hiện tại giờ em nhìn vô màn hình là em không thấy mọi người đâu hết trơn á. Hai con mắt em rất là mỏi rồi mọi người. Thôi bây giờ các kết thúc video tại đây. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Thông cảm cho mình trong cái thời gian gần đây là mình làm video cũng hơi thưa và những cái video thì không có đầu tư chất lượng như mọi khi, thì mong mọi người thông cảm giùm em trong cái thời gian gần đây nha mọi người. Khi nào ổn định thì em sẽ cố hết mình làm những video chất lượng hơn nữa và để gửi đến tất cả mọi người nha. Thân chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.